Rồi, em xin chào cô chú anh chị. Cô chú anh chị ơi, thì clip hôm nay em sẽ lên ray trượt thép Nhật nha. Đó, ngày hôm qua em mới về được khoảng 1,5 tấn. 1,5 tấn. Dây ray trượt thép tháo máy Nhật. Cái loại này thì rất là tốt. Khoảng mấy tháng trước cho đến 1 năm trước thì em bán rất là nhiều ha, mấy tấn rồi. Thì tuy nhiên nó bị đứt hàng, bị hết sạch luôn á. Bây giờ thời gian này em mới có lại nè. Cái loại này rất là êm ha, được nhiều khách hàng mua và đánh giá tốt đó. Thì bên em hiện tại có 3 loại, thì hiện tại đang phân loại ra đây đó, trong bao còn quá trời nhiều luôn, tại tới 1 tấn mấy luôn mà. Từ sáng giờ nhóc nó mới phân loại được có nhiêu nè, nhìn quá trời là kích thích luôn ha. Thì ok, em sẽ phân ra 2 loại. Đây là một cái một cặp đầu tiên, cái loại đầu tiên đây đó. Cái này là ray trượt thép bi nha, dùng bi và rất là đẹp nha, mở còn vàng khè luôn nè, đó mở còn vàng luôn. Thì bên em bán ra là bao là không rỉ sét, không cong vên đó, rất là đẹp luôn ha. Các thứ cái nào cong vên là bỏ lại ngay đó, tiễn cho khách hàng đẹp hết. Thì cái loại này nè, khi chưa trượt ra là nó là 51 cm đó, như vậy là 51 nè. Và khi nó trượt ra hết hoàn toàn, thì nó là 108 cm. Và một cặp của nó nặng khoảng 2,2 kg, nặng khoảng 2,2 kg. Cái độ dày của thép á, tầm khoảng 1,7 mm đó. Rất là dày và chắc chắn ha, bảo đảm trên thị trường là mấy cái hàng chợ là dẹp quang bên đi đó. Rồi, giá của nó là 200k một cặp, bao phí ship nha. Phí ship rất là nặng, phí ship 1,2 kg mấy này, đi một cái là mấy chục ngàn rồi đó. Tại vì lúc trước em có bán mà không có bao phí ship, cho nên nhiều cô chú anh chị nhận hàng thấy phí ship toàn là lát đầu không à, em cũng chịu chặn luôn đó. Thì bây giờ là em tính giá bao phí ship cho cô chú anh chị luôn, để mình hình dung được cái số tiền mình cần phải mua là bao nhiêu, là nhận bấy nhiêu, không nó không phát sinh nữa đó. Một cặp là 200k bao phí ship ha. Cái loại này là 51 ra 108 cm. Rồi, đó là cái loại đây nè. Rồi cái loại kế tiếp, cái loại này là dữ dằn hơn. Loại này là một cặp hình như nó tới 2,4 kg lực đó, có nghĩa là nó nặng hơn, vì lý do là có thể nó dài hơn tí. Đây, nó là đây nè đó. Mở trù còn vàng khè luôn ha, rất là đẹp. Thì cái này một cặp nó khoảng 2,4 kg. Và chiều dài khi chưa trượt, ví dụ như đây, cái chiều dài chưa trượt nó là 53, cái nãy là dài 51, cái này là dài 53. Và khi trượt ra thì nó cũng xem như kia thôi, nó tầm 108, cái kia cũng 108, này có thể là 108,5. Chiều dài khi trượt ra không chênh lệch nhiều, nhưng mà khi chưa trượt thì chênh lệch 2 cm thôi đó. Thì giá em vẫn bán như kia luôn, vẫn bán giống như cái kia luôn, mặc dù nó nặng hơn tí, vẫn là 200k một cặp bao ship nha. Và bên em ship code là phải có cọc em mới gửi nha, tại hàng nặng, bơm hàng cái là chết luôn đó. Còn rất là nhiều, 53 cm ra 108, này là 51 ra 108. Và cái loại này là cái loại mà hiếm nhất, mà đợt này vô được một lô và cũng là ok luôn. Cái này thì nó là lúc chưa trượt ra nó là 45 cm, gần với cái kích thước của học tủ thông dụng luôn ha. Hình như học tủ thông dụng là 40, thì cái này chiều dài của nó là 45, thì khi trượt ra nó là 92 cm. Thép rất là đẹp, hàng rất là đẹp, không đẹp không lấy tiền luôn, bảo đảm luôn, đẹp hơn em luôn, đẹp hơn người quay phim luôn, thấy không, quá trời chất lượng. Cái này thì 130.000 một cặp, bao phí ship. Dạ, thì giống như vừa rồi thì em đã thông báo có 3 loại ha. Một loại này 45 chưa trượt, trượt ra 92 là 130k bao phí ship. Cái loại này là 51 cm khi chưa trượt, trượt ra 108. Và cái loại này là 53 cm khi chưa trượt, trượt ra cũng khoảng 108. Và là hai cái loại này là 200k bao phí ship ha. Thì cô chú anh chị đừng có so sánh giá với những cái loại ray trượt trên thị trường, nó mỏng lét à, mau hư lắm.
đừng có so sánh giùm em ha. Tại vì cái này là hàng tháo máy Nhật mà em bảo đảm trên thị trường không có ai mà có cái loại này mà có số lượng nhiều như em. Đó, giống gần giống như là độc quyền và bán rất là nhiều rồi. Những cô chú anh chị mua đều đã biết rồi ha. Rồi thì bên em không bao không có bán mà kiểu mà anh cứ gửi đi rồi tới tôi thanh toán không đâu. Tại vì hàng này rất là nặng, phí rất là cao, em đã bao phí ship rồi. Đó, thì ít nhất phải cọc cho em một ít thì em mới gửi hàng nha. Đó. Rồi ok, cô chú anh chị nào mà làm xưởng gỗ hay là làm mấy cái xưởng mà đóng tủ bàn ghế rồi đó, có nhu cầu chế cháo đóng học tủ hoặc là những cái học tủ mà chứa công cụ hàng nặng đó, hàng này tải rất là nặng nha, thì ai đã sử dụng qua cái nghề mộc hoặc là mua ray đó, thì biết là nhìn nó là biết chất lượng thế nào rồi ha. Rồi em sẽ để số Zalo. Rồi cảm ơn cô chú anh chị ha, ai cần liên hệ giúp em nha.